Minh Luân cùng tình cũ bất ngờ khoe tậu căn hộ tiền tỷ cùng thời điểm. Nam diễn viên và người yêu cũ đã rất hào hứng trong việc khoe thành tích của mình họ đạt được sau những ngày cày cuốc vất vả. Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Minh Luân vừa đăng tải dòng trạng thái khoe về căn hộ cao cấp mà anh vừa sở hữu. Cũng lấy ngày thôi chứ chưa được ở. Nên mặt hơi căng xíu, mai mốt về ở là tươi không cần tưới luôn. Được biết đây là khu chung cư vừa được hoàn thiện xong. Và để sở hữu được không gian sống này thì chủ nhân phải bỏ ra số tiền khoảng trên 2 tỷ đồng. Cũng như nhiều người khác, Minh Luân chuẩn bị các nghi thức đầy đủ để cúng kiến trước khi bước vào nhà mới. Đây chính là thành quả và công sức lao động của anh bấy lâu nay. Một góc phòng trong căn hộ mới này cũng được anh chia sẻ. Tuy nhiên nơi này vẫn chưa được hoàn thiện nội thất nên vẫn còn khá đơn sơ. Điều đặc biệt hơn nữa, cách đây ít giờ thì tình cũ của Minh Luân, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm cũng chia sẻ việc mình đã tậu được căn hộ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô kể: "Ông trời tính hết rồi, nhận nhà mới thì đổi xe mới đó mà, của đi thay người nha Trâm. Đón nhận niềm vui bằng một mất mát nhỏ, lỡ nợ rồi thì nợ thêm cho có động lực cày. Em chính thức có nhà sau bao năm cực khổ, vui lên đi em, mức này thì ta cày cái khác. Ba ơi, con gái làm được rồi, nhớ ba." Cô cũng chuẩn bị đầy đủ các nghi thức cho nhà mới. Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trước những nỗ lực của cô trong bao năm nay. Khá nhiều người hâm mộ biết rằng Minh Luân Hồ Bích Trâm đã có một thời gian hẹn hò với nhau. Tuy nhiên cả hai từng có những lời tranh cãi qua lại cũng vì chuyện tình cảm. Ở hiện tại, họ chọn cách kín tiếng trong chuyện đời tư để tập trung thời gian cho công việc.